Nhiều rõ mày đang mày chụp chào một chân à. Chơi giờ tôi với nhé. Xua đây là ngọt nhiều mà lấy dân mặt đầu trong bọ hơi. Đó lại nín dân khơi như thế mùi nít. Đây là ngọt nhiều lấy nhóm bạc phát cô một kênh trên này xin pin blogger bạc. Đây là lấy nhóm bạc đá play cho được kìa rõ mấy nít lên cho một vị rốm từ bọn chọc tên muốn nhưng thì lên tập chút chậm bọ lên mấy cái chút chậm bọ chậm mấy hả chút bọ mình tắt ở đây nắng nhà màu nhưng thì tầm chỗ cho nhà màu thế thì đầm bảy đầm bốn đấy nữa khai bốn nữa chết lấy bằng tên muốn chậm tiếp như thế tiếp. Dương mặt đó cả lãnh trong một lan tất lại trong bỏ hơi bây giờ phong để đa được chi nuông sân một đa lá mà bây giờ nít nhặt mình tên sợ nhiên nè cái màu tế nhưng có cầm nói với nhau là bay pon hay lan môi thì bay pon mà chỉ mới lan được lớn mình tật ở toàn đang học nhân tật ở tế đa được chi nuông sân trên ngon vẫy ở lấy mà nó mũi tên mặt đó tất lại trong bỏ. Lời dân mặt đá lại thì mình play phí Chuyên sẽ đám, mình tới sẽ đám. Ít bay tìm mùi. Lời dân đá tôi tất lẹ. Chúng mưa mình tất ọt bỏ tất lẹ hai năng bắt chỗ đi. Mà nó lẹ vô tripod rồi. Lời dương cũng đã tam lời tư tập chua chùm bọn. Cứ âm biếm một nữ đấy và màu tập bay nữa thế. Cái đó nó sạp mà. Mì rõ mày đang à. Nó là sợ bài khăn á. Sợ bài mẹ. Chơi giờ tôi với nè các bạn này. Cái mà này chưa nghe thấy. Sầm khán giờ mà bán giờ tôi về bàn. Wow. Ừ. Miền tầng sấy, cà phê đang đang bình đang. Thôi được chưa? Đi nhỏ nhỉ, học đi. Nghỉ mưa đi.
ូវយើងមកដល់កន្លែងសម្រាប់ទី1នៅទឹកធ្លាក់ទី1បាទកំពុងបានដល់ទឹកធ្លាក់ទី1ទេហត់មែនតើអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់ចំបក់ហើយឃើញតែថ្មអូខេឃើញតែថ្មទេខាងខាងនោះស្អាតហេណាហើយនៅខាងនោះចំបក់នៅខាងនោះមានទឹកជ្រោះអ่ะនោះទឹកជ្រោះនោះទឹកតិចមែនតែនមកហើយខមមិនអ្នកនរគ្នាកុំមកលេងខែហ្នឹងមកអត់មានទឹកលេងទេបាទតិចពេកអូ my god Look at the view. Okay. Hello, bro. ស្រួលមែនតើអស់នេះចាឥឡូវញ៉ាំបាយសិនThousands of tears later. មកដល់ឡៃនេះហើយយើងឃើញផ្លាកមួយនេះយើងមានទឹកធ្លាក់ទី1 800 ម៉ែត្រទឹកធ្លាក់ទី2 2400ម៉ែត្រហើយទឹកធ្លាក់ទី3 1240ម៉ែត្រនេះបាទធ្លាក់ទី4មានចំនួនមិនភ្នំរួមភ្នំទឹកធ្លាក់ទី1 800ម៉ែត្រមានភ្នំខ្ជិលតមក1000ម៉ែត្រ600ម៉ែត្រទី4 1300ម៉ែត្រមកឡូមិនញ៉ាំអីហ្នឹងបងខ្លះនេះកន្លែងយើងបោះតង់បាទ3គីឡូបាទអូខេនេះឥឡូវយើងមកញ៉ាំដងហើយផ្លិចចូលជួយទិញអីគាត់ផងគាត់នៅនេះគាត់ចាំទទួលឲ្យយើងមកទិញអញ្ចឹងគាត់ខំដឹកដងទៅដឹកដងឈាមមួយទៅវិញហើយឥឡូវម៉ោង2អញ្ចឹងទៅពេញវិញយ៉ាសហើយប្លុកគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណចូលចិត្តមិនភ្លេច Subscribe Like Comment ខ្ញុំបាទ Spin Blocker បាទខ្ញុំអាចារ្យ Peace